Hello, xin mến chào đại gia đình mình nha. Hôm nay á, là lại một bữa ăn cho gia đình nữa cả nhà ơi. Thì bữa ăn hôm nay á, thì mình có một con gà nè cả nhà. Con gà này nè, con gà mình mới mua đây. Đó rồi á hả, mình sẽ hấp. Hôm nay là mình sẽ hấp gà với rau củ nha cả nhà. Thì rau củ thì mình có hai loại nấm với bông cải với lại bắp non. Wow, hấp dẫn nè. Có ba cây sả nữa. Đó. Quay cho mọi người xem cho rõ. Gà nè, cái gà này là gà mái gì vàng gì quên rồi. Gà mái gà mái tam vàng. Tam vàng chứ tam vàng, tam vàng, tam vàng. Ừ. Đây là trứng nè. Cái này là muối. Muối, đường, nước mắm, tiêu. Mắm tiêu rồi, ok. Cái này ở đây là có cái dĩa rau củ. Rồi bây giờ mình ướp sao? Bây giờ mình sẽ ướp gia, mình sẽ làm gia vị đi ướp gà. Thì trong đây có gốc hành với hành tím. Thì bây giờ mình sẽ cho vô chút xíu đường nè. Muỗng ạ. Muỗng đường. Chút xíu muối thôi, tại vì chút nữa mình cũng có cho miếng nước mắm. Nước mắm. Dạ. Hạt nêm. Hạt nêm. Hai muỗng nước mắm hả mẹ? Với hai muỗng nước mắm cả nhà ơi. Rồi tiêu. Rồi ở trong cái tô gia vị của mình là có tiêu, hạt nêm, gốc hành, hành tím, đường, muối, chút xíu muối với lại hai muỗng nước mắm. Thì bây giờ mình sẽ trộn cái gia vị lên cho nó đều để mình ướp vô con gà. Các bạn thấy Ngọc đang quay mẹ Ngọc chỗ nào không? Ngọc đi ra ngoài đây. Ngọc lồi vô cái phần cửa sổ thì cái con gà mình nó ngon. Nè, vô phần cửa sổ nè. Đứng quay mẹ từ bên khung cửa sổ. Rồi. Đây. Everything bagel này thì thơm lắm. Mẹ, cái này là mình cắt ra trước rồi mình mới đem nướng không ta? Chắc vậy quá, con cắt làm hai miếng á. Hai miếng xong rồi mới đem nướng. Chút cho đồ vô để nó. Cô chú coi lắc kì kìa. Cô chú coi lắc kì. Ủa, nó đi qua kia rồi. Nó đang đứng ở ngoài kia mà nó đi ra kia. Sao buồn hiu. Luôn. Nhớ nhà quá, nhớ bạn nữa, đi nhiên chay vậy đó. Nó kì, nó kì là đang nhớ bạn Sophie. Bạn hàng xóm Sophie, nó đang nhớ bà Su. Miếng bagel ra thành làm hai như thế này rồi mình bỏ vô cái lò nướng mình nướng. Thấy không? Còn hai miếng lò nướng như thế này. Có cái chế độ của bagel thì mình dặn vô cái chế độ của bagel. Rồi, Lucky đây nè cô chú ơi. Lucky nhảy từ từ thôi nha. Đừng nhảy trúng đồ của tôi nha. Có bạn nói là rất là yêu thích Lucky nên là muốn Ngọc quay Lucky nhiều nhiều. Nè Lucky nè cô chú nè. Ai ok là cái giờ cho nó ở trong nhà cũng được mà ra ngoài cũng được, nhưng ra ngoài có nhà lưới á nên là không có sợ nó đi đâu đó. Để chừng nào nó quen cái nhà mình mấy ngày đi rồi muốn đi đâu đi, nó mà quen quen cái nhà mình rồi mấy ngày rồi thì tại tại vì mẹ biết không, Lucky á là mèo á, là nó là nó thuộc dạng là mèo thích sống ở ngoài chứ không phải là thích sống ở trong gia đình. Tự do đâu thích gò bó. Cha bà ngoại với Lucky này cùng màu áo. Hai bà cháu giống nhau. Hai cháu giống nhau. Rồi, bây giờ mẹ Ngọc sẽ nãy giờ ướp gà rồi đó, bây giờ sẽ bỏ vô. Ủa mẹ, vô đây mẹ cũng bỏ thêm sả nữa hả mẹ? Bỏ thêm sả cho thơm. Hồi nãy ở trong bụng mình cũng có bỏ mấy cái gốc hành với lại mẹ có để thêm mấy hai cọng sả cho nó thơm á con. Dạ. Đó, giờ mẹ cho chút nước này vô. Nước ướp đồ ăn này mẹ cho vô luôn. Đổ vô bụng luôn cho thơm. Cho nó thơm. Rồi giờ trong cái nồi mình cũng có lót mấy cọng sả nè cả nhà ơi. Thì bây giờ mình sẽ cho con gà vô.
Rồi giờ mình sẽ cho lên bếp. Vậy thôi cả nhà, không có chế nước, không có gì hết, nhưng mà mình chụm lửa nhỏ nhỏ thôi. Chụm lửa nhỏ nhỏ thôi chứ không có lửa lớn. Lửa lớn thì nó sẽ bị khét, mà gà thì nó không có, nó không được ngon, nên mình lửa nhỏ nhỏ thôi. Rồi giờ mình đi qua bếp nữa nha. Đây. Bây giờ thì mẹ với ba sẽ bỏ đất, bỏ đồ vô. Lúc mà mình đi mua. Trời ơi. Trời ơi. Ôi chao, ôi nó nằm lên đây nè, trời. Cái áo Chu Bình mua cho con nè, cái áo này đẹp cực đẹp nè. Áo này quá trời đẹp luôn con. Thì sao con? Đợi con chấm đi, đây chấm đi, nhưng mà chấm nhẹ nhẹ thôi chứ chúng cái vách tường người nhảy lên. Đúng rồi, chung là chưa chăm là té luôn á. Bây giờ mày ra đây cho cô chú coi nha. Rồi. Giờ đổ bao đất này ra. Anh đừng nổi không? Nổi, nổi sao không nổi? Trời. Ủa mẹ không có lắp cái lỗ này lại mẹ? Không. Con để đặng cho con tưới nước, nó chảy nước ra ngoài chứ. Chảy nước. Đang thông minh ghê không? Không có. Bây giờ em nghĩ anh hốt bớt cái này ra để thành cái bao đi. Tại vì cái gốc cái này á là nó sâu. Quá nhiều rồi hả? Ừ, đâu có phải nhiều đi đâu. Lấy dao ra đi, nguyên lấy cái tay hốt không được rồi. Cái mai này công nhận hay ghê ha. Trời ở ngoài lạnh dễ sợ luôn, mà đứng ngoài vậy là cũng ok luôn á. Mai là nó sống ở ngoài vườn mà. Thời tiết con. Họ là họ dưa ấy mai là để ngoài không à. Tại những ngày Tết đó mình thích đẹp á thì mình đem chân. Cái gì con? Is this okay, Mendels? Mendel là gì? Sandal. Mom. À, ý là con hỏi mẹ là con mang đôi dép đó có được không, có phải không? Yeah. Được. Nó đẹp luôn trời ơi. À con nói với mẹ. Ừ. Mẹ ơi, is this good? Nói tiếng Việt coi. Mẹ ơi, cái này good không? Cái này đẹp không? No, what's good? Đẹp. Cái này đẹp không? Ừ, đẹp, quá được, quá được. Hỏi mẹ ơi, cái này có được không? Cái này có được không? Được không? Quá đẹp luôn. Because it covers this. Đúng rồi, hay quá. Con tự mang vô hả? Con không lạnh nữa hả? Con mặc áo khoác. Không lạnh. À cái này không lạnh, đúng rồi, vậy là được rồi. Con thấy được là được rồi. À. Rồi cắt cái đó ra hả? Ồ, cắt cái đó ra. Thấy không ngoại, bà ngoại làm không? Này đúng rồi, mình làm thầy phải nắm thẳng biết không? Đừng có để cho nó bể cái bầu á. Cái bầu đất á thì mình sợ ảnh hưởng cái rễ của nó con. Dạ. Thôi để em cắt cho anh tỏi đi. Mẹ cắt được rồi nè ba ơi. Cẩn thận nha. Đó lúc mà lần đầu tiên qua nhà chú Dũng mà thấy nhà chú Dũng có cây mai á là cái, là con đứng con ao ước rồi, con nói ước gì, ước gì sau này con cũng mua được cái cây mai. Có được cây mai. Ở bên đây mà có cây mai giống Việt Nam mình. Mẹ cắt được rồi. Ba đem dao cũng giống nhau. Trời. Ba đem hang dao giống y chang nhau vậy đó. Wow. Rồi. Rồi đây con đè xuống cho. Khoan nghe. Rồi chay đè chân xuống coi chay. Bây giờ anh bỏ cái ở dưới em. Đè chân xuống. Okay. Để cho đè chân. Wow. Rồi bắt đầu mới lắp đất vô thêm hả? Dỡ lên mình cho nó bằng đi. Hả? Dỡ lên em cho thêm đất hả? Em thả đất ở dưới cho nó bằng chứ nó hủng mà. Nãy em tính để nó hủng. Dỡ lên anh bưng cái bầu nãy giống nãy. Ê trời ơi, thấy bà ngoại mình có nó lỡ nó hung một bầu luôn. Ủa có luôn hả? Có trời ơi. Cái cục vàng ghê vậy, không phải là vàng chứ lại gì. Nó đúng mà nó vừa y rồi đó. Bali hung hồng. Bali hung hồng. Nước nào cũng cục vàng, với bà ngoại nước nào cũng thương mà. Bali hung hồng. Anh nói kêu nhau mình dạ. Đúng rồi, đừng. Có hung ông ngoại không? Sao hả? Ông ngoại cũng đang lọt mệt nữa kìa. Ừ, sao okay kê vậy? Hung bà ngoại rồi, hung bà ngoại hai vậy chồng chứ. Bao nữa mới được. Cửa xong rồi cái mình để cái chậu ngay trước sân nhà, cửa nhà mình ngay chỗ này luôn mẹ. Ông ngoại 31 có ra mặt cua.
Con cô đây là chắc bóng. Qua mua được cây mai á, mình thích lắm mà mình mừng lắm cả nhà ơi. Để ra hốt thôi, khỏi mình tung lên cho nó đó. Giờ còn cái giờ đó, đừng đụng vô đây nghe. Lấy một ngón tay đụng vô thôi. Một ngón thôi, để biết đất nó như thế nào. Ừ. Rồi, được rồi. Điều Huynh á, Ngọc họ con Ngọc, còn Ngọc đó Điều Huynh á, như là Ngọc mua cái cây mai này á, Điều Huynh nói nhìn cái cây mai này rất là, nhìn cái cây này nhìn thấy nó đặc biệt. Điều Huynh nó biết mai em ta. Thì giờ không. Nhưng mà mình dễ thích thì nó hiểu. Cái này là cái quan trọng của cái ngày ngày Tết của Việt Nam. Cái mai với cây cây đào. Trong Nam thì có mai mà ngoài Bắc thì có đào. Cái lầm tưới nước, cái nước từ từ cái nó cứ ai thấm vô cái là đất này nó sẽ sụp xuống rồi nó mặn lại là. Ừ, làm gì vậy chạy? Tự nhiên lại đó. Con đứng nó con làm lại. Đứng vững rồi đúng không Ngọc? Vững rồi mẹ. Cả nhà có thấy sao? Cái mai rất là đẹp đúng không cả nhà? Dễ thương quá. Mình thích nhất hôm qua trong đó là có hai cây. Một cái cây này á, thì cái tàn nó sàn ngang nó tròn nó đều. Còn một cái cây nữa là cái nhánh nó dược lên. Nên con chọn cây này là mẹ dễ luôn. Bên vào, bên vào. Hôm qua mình, ba cái này là mình bỏ ra đất mình trồng hay sao ba? Bỏ ra đất trồng chứ sao? Đây, đây đặt cái cây, mấy cây cà chua rồi mấy cây với gì đâu qua này, cà ri rồi, cà chua cà ri rồi. Trời ơi, ngày hôm qua mình lên cái chỗ vườn hoa này nè cả nhà, rất là mê luôn. Tại vì á hả, ở mình xưa ở Việt Nam á, cả nhà hay thấy mình cũng mua bông gì trồng rồi ha, mà mình hay xuống chỗ chùa Nghệ Sĩ á để mình mua. Mà hôm nay vô đồ giống y như bên Việt Nam mình, quá trời thích, quá trời đã luôn. Mẹ đa đi đâu đa đi à, nó hả, mình cũng chọn được hai cái cây bông nhỏ nhỏ dễ thương mà. Nó cái lỗ một chút nữa con mẹ với ba với Điều Huynh rinh cái đó bỏ ra ngoài kia. Đứng ở trong đây lạnh quá, con đi ra ngoài nắng con đứng cho nó đỡ lạnh chút. Ôi ơi, Florida, mau mau trở lại thời tiết ấm, thiệt là ấm nha Florida. Con làm được. Ôi sáng đảo lên nó con muốn làm. Con muốn dọc thì có chứ con muốn làm gì. Con muốn ai lấy xe ra, lấy xe đạp ra chạy đi cho vui. Đúng rồi. Ừ, xe đạp đâu, lấy xe đạp đi con. Hai cái cây bông này bông gì mẹ? Mẹ cũng không biết cái bông tên gì luôn, nhưng thấy nó đẹp nó dễ thương quá. Ừ, coi rồi con chạy đi. Ừ đúng rồi, cứ vậy đó. Ừ đúng rồi đó. Cứ vậy là mình từ từ mình biết chạy xe à, chứ mình đạp bằng mấy cái kia thì mình khó lâu biết chạy xe hơn chút. I'm learning. Đúng rồi, con đang học hỏi. Hay quá. I just want to see what you're doing. Ừ, con coi đi. Vô con coi đi, con coi bà ngoại trồng cây đi. Rồi mơ mốt cái con thích cái con trồng những cái cây hoa mà con thích. Còn mẹ. I like that tree one. Con thích cái nào? Con thích. I like that tree one. Ô, trong cái ly nhỏ giờ mình chiếc qua cái chậu hơi to to một chút cả nhà. Cái từ từ cái cây này nó lớn lên á thì mình sẽ cho chặt xuống dưới đất. I like this one. Nói tiếng Việt, tiếng Việt. Mẹ ơi, con like this one. Con thích cái này. Con thích cái này. Đúng rồi. Con thích cái này, con thích cái này, con thích cái này, con thích cái này. Con thích hết luôn. Nào, con thích hết hả? Rồi, công cho em miếng lên con. Con thích hết luôn. Rồi. Stop. Rồi, ok. Rồi cái này mày để đâu? Này mày tính để chỗ nào? Không, mà mẹ để đỡ đây đi thì mẹ tưới cho nó dễ cái từ từ á. Để cho nó gần ha. Mẹ để cho nó gần cái cây bông giấy bên kia kìa. Đây hả? À đó đó, bên đó đó. Đúng rồi. Ồ, ai đưa ra kê mấy cục đá cái bông giấy có lý á. Đúng rồi, hôm qua nó bị khập khỉnh. Phôi đã, cái mình có nhiều thứ để mình về làm hơn.
bận rộn hơn, trồng cây trồng đồ. Ở bên Michigan của Ngọc á các bạn, ở cái nhà của thì của mình, nhưng mà ở bên ngoài thì của người ta, nên là người ta cũng có cho mình làm gì ngoài nữa. Các bạn thấy Ngọc trồng cái ớt mà người ta nhổ lên luôn. Đó đúng rồi, con cứ chập chạy từ 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 vậy là con quen rồi con, chứ chơi cho nó vui ha con ha. Rồi giờ ba đem, mình đem mấy cái cây đó mình đi ra mình cắm ở ngoài kia. Để con phụ cầm cây, con phụ cầm cây nha đam đi, mua đa đam về về để đắp mặt nạ nè nè chay. Cái nha đam này để trên TikTok gì á con coi là để đắp mặt nạ này nhớ không, chừng nào nó bự lên cái mẹ với con bà ngoại đắp mặt nạ. Với lại mở phôi đa nhiều mà thường thường đi biển mà bị cháy nắng á, có cái này làm mát da lại đúng không. Còn cái cây nha đam này tốt dữ lắm, chứ không phải giỡn đâu á. Đối với cho mà sắc đẹp sắc đồ là nha đam là tốt lắm, dịu mát da đồ này kia. Đó đắp mặt ra đi để em làm ra. Thôi ôi coi cái cây húng quế của mình nè, đã chưa. Rồi giờ tới mẹ nè. Mẹ là ngày xưa là con nhớ cái hình ảnh ngày xưa lúc mà con còn nhỏ là ở dưới quê Bến Tre là mẹ là chuyên đề đi mần cỏ luôn á. Ồ nhà mình có nhiều cũng có ít đất vườn lắm, mà hả làm á thì mình làm nhà chứ mình không có mướn á, nên anh con mình nó thấy nó biết mình làm. Này là cải này các bạn, này là cải này không biết sao đây nữa, dứt dứt cục luôn, dứt nguyên cục ha, cắt nguyên cục. Dạ ồ đây đúng rồi, cái này người ta ưa nguyên cái nên là mình phải cắt cái hộp. Ủa? Cái nào cũng cắt cái hộp hả? Ừ. Nè nó có nguyên cái bầu luôn nè. Đó, từ từ cái mình có cải nó có nguyên cái bầu nè cả nhà. Giờ cho xuống đây. Nhìn dưới đây đi ta. Nhưng mà cái này á thì mẹ nghĩ một chút á, mình cũng phải có cái gì để che nắng. Che nắng rồi cái nó chứ không là bị héo mẹ hả? Đúng rồi, che nắng ngày hai ngày á. Rồi lấy cái miếng giấy á, miếng giấy á, cái mình che cái thùng giấy, chút giấy. Lấy thùng giấy ra. Mấy cây cải nhà mình thì cũng ưa ăn cải nên là trồng mấy này nó có hiệu quả. Cây này là cây cà ri nè các bạn nè, cà ri này thơm ghê luôn á. Ấy cái lá thôi, cái này mà cái này cái lá cà ri này chỉ cần ít thôi chứ cần nhiều quá là nó gắt mùi. Có cây bắp chuối, cái bắp chuối hàm ghê luôn, cái bắp chuối đó hôm qua ba thấy chưa ta, ba thấy bắp chuối chưa không biết, chuối hàm ghê luôn các bạn. Một chuối này này không biết chuối gì, không biết chuối già hay là chuối cao ha. Mẹ không biết chuối này chuối già hay chuối cao nữa mẹ. Chuối già hả? Chú già là chú sim chứ. Sim là cái tàu lá nó khác. Và phôi đa có mấy cái này cũng đỡ buồn các bạn. Dạ. Ôi chao, ôi đẹp quá trời luôn á. Đừng có để dơ nha con, áo màu trắng đừng để dơ. Đúng rồi. Tình cảm tự nhiên cái thấy ngoại làm à cực quá cái chạy là ôm hôn cái à, rồi hỏi ba ly có hôn. Ba ly có hôn bà ngoại không à, ý vậy đó, hỏi ý ba ly có hôn ngoại không đó. Thôi sơ cái gì đó, so sánh cái gì cũng được hết á, so sánh là làm đứa nào thương hơn là ngon nhất rồi đó. Chứ còn mà hỏi được đứa nào mà quậy ông ngoại bà ngoại nhiều hơn là thôi chịu. Rồi.
trồng cây cà chua. Chắc đây mẹ ơi, chắc là trồng đây nè mẹ. Không có. Cái cây cà chua này mẹ nghĩ là nó sẽ lớn dữ lắm. Nó cũng có bụi á, trồng ở ngoài hả? Nên mình phải trồng hơi xa xa một chút. Dạ. Chua này mốt đứng lên nó cũng cao, tại vì thấy cây cà chua bên nhà thím á. Trồng trong cái khung đó, trồng ngoài đây thôi. Chứ mà mốt nó lớn lên nó dài ra cao lên vậy nè. Nên mình trồng ngoài đất đi. Đây nè. Rồi. Này cây cà ri. Cà ri này sẽ lớn bao nhiêu con cũng không biết ạ. Không biết, cây này thì mẹ nghĩ chắc nó lớn nhiều lắm. Lớn nhiều hả? Thôi thôi chào chồng chào đây đi rồi. Đó. Ngay đây đi. Hoặc là ngay chỗ cái hổng này nè. Tại vì sắp tới này là Ngọc sẽ mua gạch về để trước tiên là mình sẽ đổ cát lên. Xong rồi cho nó bằng phẳng, nó bắt đầu mua gạch về, bỏ gạch xuống. Lót tới đây nè. Lót. Một miếng mỹ tờ. Con đâu có ba. Lót đâu có ba. Con lót ra tới cái này luôn nè. Cái đường ranh này luôn nè. Dữ vậy. Con muốn lót vậy đó. Đâu có. Con chỉ lót mí đây nè. Lót như bên nhà chú Dũng ra. Đây nè, hai miếng được rồi. Ủa, gì kỳ vậy? Ừ, hai miếng rồi, cái gấp chi hết trong bên này. Con cũng muốn lót ra hết vậy đó. Đâu có hai miếng nè. Chứ còn đây để đất đi hả? Ờ, đây để cỏ cho đẹp. Đây con chỉ lót hai miếng sắt nè. Dưới mưa rồi, dưới này kia các nào nó không có thấm vô trong này. Ở dưới này là nó khỏa ra xong xuôi, nó bắt đầu cái nó quang ra, nó đổ xi măng. Hồi vô đây cái mình chỉ để yên như lót gạch tàu vậy đó. Rồi xong. Cà chua, nha đam. Thì cả nhà thấy ông ngoại sắp có việc làm rồi. Sáng ông ngoại phải đi tưới cây, chiều đi tưới cây ngày hai lần. Ông ngoại sắp có việc làm rồi để vui. Có việc làm cho nó vui. Ở con buồn lắm. Còn cái cây cà thì tạm thời nha, lấy cái cây này nó chống đỡ cho cây cà nó đứng lên. Cái cây cà ở bên đây mẹ thấy nó cao lên cả 5-6 tấc luôn á. Yeah. Mà nói cả nhà nghe, nói chứ nào giờ mình ở quê thì mình trồng cây ăn trái thôi, chứ nói trồng rẫy giống vậy mình cũng chưa có biết. Phải tưới ông ngoại ơi. À, tưới rồi mà. Tưới rồi. Kéo dây tưới đi rồi hả đậy. Đúng rồi, có cái thùng này ngon rồi, này. Đi. Bỏ xuống anh tưới đi, chứ anh để này anh tưới gì được. Tưới xong hết rồi mình mới đẩy chứ. Nói chuyện với ba đó hay gì á. Ê, cái thùng nó, cái thằng giấy nó bỏ luôn phải không? Are we throwing away that box too? Cái thùng màu the BCAN box. Yeah. Did they already come and empty the garbage? Yeah. Can Daddy, is that? We're gonna take the blue one on Thursday. Mommy, okay. Come here. À, con muốn biết cái số để mình vô nhà phải không? Mở ra đè xuống. Hay quá, sao nhớ hay vậy ta ơi. Now you know how to get in. Yes. Nè, mày nếu mà bây giờ mà con bị Daddy, bị ấy ở ngoài là con biết. Giỏi quá. I'm hungry. Let's. What do you want? Yeah. Salami and Swiss. Ok, bây giờ lấy cái 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 cà lát của Lưu Quynh ra con cắt. Ok, để con làm. Để con rót nước ra cho mọi người cái đã. Uống mát, bỏ trong ngăn mát tủ lạnh á. Uống mát. Muối tiêu chanh mình chấm không mẹ? Đúng rồi. Để con làm ha. Muối tiêu chanh.
quá hấp dẫn luôn. Muốn gì đấy cũng hấp dẫn. Có dừng đổ nước hay con? Gì con? Con ăn mẹ với ba với ông ngoại với ba mẹ không? Dạ không. Sao vậy? Dạ con ăn. Oh. I just have to feed the animals. Ok, rồi con ăn. That's what I should be eating is what you're eating, baby. Chicken and broccoli. Yeah. Oh no, I'll eat. You already cooked that. I'll eat that this time. But all the leftovers, just save the. I need it. I'm gonna eat it. Nên là muốn ăn thịt gà chung với lại cái bông cải này nè. Đúng rồi. Nhiều lúc mình làm ra thì không ăn. Nhiều lúc cái mình có cái món mà đúng cái chuẩn rồi đó thì nói là phải chi ăn. Ok. Rồi thôi kệ ăn. Có sẵn hết trên bàn. Yeah, ăn thì con ăn. Yeah. Right when I get off from the gym every single day, I'm gonna eat that. Okay. So, sorry for là, boring videos. Và phải điều mình nói là mỗi ngày mà đi tập thể dục nhẹ hả? 3 times a day. Well, no, I'm just that's going to be my lunch every day. Điều Quỳnh nói là mỗi ngày thì Điều Quỳnh muốn ăn thịt gà luộc chung với lại bông cải mỗi bữa trưa. If you eat just that all day though, you'll lose all sorts of weight. Giờ có cái người bạn mà bữa đi ra sân bay trước mẹ với ba đó. Craig lost like 15 pounds. Là ăn cái kiểu vậy đó. Là gì bạn là giảm cân được nên là giờ muốn ăn y vậy đó. Điều Quỳnh đang rất là cố gắng để có một thân hình sáu múi. Đứng con nồi ăn cái món mà của con á là mẹ không biết làm. Đây mẹ thấy cháo này xong chưa mẹ? Rồi để con không thấy cái chứ còn con đợi con muốn ăn cái món này thì mẹ dễ làm. Tiêu con thấy tiêu rồi đó. Tiêu bên đây. Đây nguyên một cái chén cháo đây các bạn ơi. Ôi hấp dẫn quá ngoại ơi. Hành ngò nè. Ôi coi cái lòng gà, ở trong đây là lòng gà với lại trứng nè các bạn nè. Mày ơi. Quá xuất sắc luôn. Mày ơi. Trời ơi. Đẩy vô hả? Đẩy sát vô hả con? Đẩy. Con thấy chưa? Con thấy rồi, hồi nãy con mới nặng ra đó mẹ, con bỏ ngang chỗ vị trí cũ luôn. Ai giờ nặng vô miếng tiêu. Nặng vô miếng tiêu cái trộn lên. Thành Phi chưa tới. Thành Phi là ship trong cái thùng mà ship ship qua bên Florida các bạn. Có một ship một cái thùng đồ ăn mà để ở bên ngăn lạnh á. Nên là chắc mai mới tới. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào các bạn. Hôm nay là cái bữa ăn đầu tiên của đại gia đình ngồi ăn chung như thế này. Có bao gồm có chay nữa. Có chay nó ngồi hơi lùng chút, cô chú ăn ngồi thấy cái đầu nữa không? Không thấy gì đó. Ngồi có hơi lùng chút không? Được rồi, con nói được rồi. Okay. Rồi ok, rồi, bây giờ ok mời ba mẹ nha. Rồi. Xin mời đại gia đình nha. Ăn gà hấp với cả nhà ơi. Rồi, xin mời tất cả mọi người. Để mẹ cắt con gà ra cho dễ ăn. Ui cái đằng. I want the skin of it. I want the skin of the chicken. Đúng rồi. Here baby. Ui cái đằng đi. What's that? Yeah, for you. Oh, I'm gonna finish that. Wow, just later. Yeah, just đó cho con. Cái chân bụng đầu. Very juicy luôn mẹ, con thấy nước bên trong rất là mỏng nước luôn. Yeah. I'd rather you guys have the legs and I have the brush. Mày cho ba. Really? Mày cho Ngọc. Điều Quỳnh nói là Điều Quỳnh thích ăn cái ức gà mẹ. Dạ. Yeah. Không thích cái đùi đúng không? Đúng rồi. Mình quên, mẹ xin mẹ quên, mẹ quên tại vì con không biết ăn cái đùi gà là để mấy nhà thể thao đó người ta ăn tập yoga. Oh my gosh, so funny. Craig, he put the pneumonic tie into the water and then he drank it and then he worked out. Well, one of the threads went into his mouth and he sent me a picture. Half his tongue is all yellow because of the pneumonic tie.
Thì Quỳnh kể là hồi bữa con tặng cho bạn thì Quỳnh cái hộp nhị hoa nghị tây á. Thế xong rồi cái ảnh pha cái đó anh đem đi, anh đi vừa tập tập thể dục anh vừa uống. Cái anh uống luôn cái sợi á. Mà anh không biết á, cái xong rồi cái anh lè cái lưỡi ra, cái lưỡi của anh vàng khè. Hết hồn á. Rồi nè, cái lưỡi vàng khè nè. Chụp hình qua đưa cho đi Quỳnh. Hỏi bây giờ tao phải làm sao? Mommy, I'm don't forget to record me. À, à đúng rồi, nó nói đừng có quên quay cho nó như vậy. Ồ, rất tầm lắm. Rồi đây cái ức gà cho đi Quỳnh đây. Ok. Rồi cứ để đây chút nữa con lấy. Dạ. Con nằm ngủ hả? Trời, người ta đang ăn đi nằm ngủ. Rồi đúng mày. Rồi, con mày ưu tiên. Ồ à. Con ăn được không? Ăn được không mày không? Chào. Rồi. Rồi bây giờ mình xin mời cả nhà nha. Rồi tất cả mọi người nha. Cả nhà con gà hấp dễ thương quá trời đúng không? Baby, try the, the breast. Cháu nóng ngon quá. Ngon quá. Béo mà. Dạ, béo mà ngon. Con ha. Ngon quá. Ngon hả con? Ngon ăn nha. Ngon nhiều luôn nha. Tomorrow. Rồi, xin mời đã gia đình dùng bữa với nhà mình. Bữa nay ăn gà hấp. Gà hấp rau củ. Ngon, con gà ngon ghê quá. Gà này thịt nó dai lắm cả nhà. Chứ không có bở. Nên ăn nó ngon. Hôm trước mình nấu lẩu gà lá giang là mình ăn mình biết rồi. Gà này cũng mua chỗ đó đó hả? Ừ, chỗ tiệm anh đó. Quá ngon. Ngoại cấp tới không mày? Tới chứ. Tới ngoại dài mà. Cấp rau củ. Rau củ vô. Ngon quá. Cháu nóng à? Được. Gà hấp nhưng mà mẹ cũng tranh thủ làm miếng cháo hấp cho nó no. Miếng mắm mắm ngọt lâu quá không ăn này nè. Bắp á, bắp non này á, bắp non này bữa mẹ mua chợ Việt Nam mang cho Mỹ à. Bắp non này hả? Hôm qua mẹ mua chỗ chợ đó, chợ mới mình đi á. Trời ơi nó ngọt, ngọt dễ sợ. Bà nghĩ là nó quý cái tình video thôi chút cười kìa. Móc đi rồi ấy cái mũi bự luôn á. Nắm mà ngoại gầy hoài. Quen, thói quen rồi. Ngon quá. Trứng gà cả nhà ơi. Bữa nay được không con? Ngon không? Được ngon quá. Cái hộp lòng lòng gà ngon, trứng non luôn. No 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 no. Yeah. Well, I did it anyway. I don't like. That's not my best style of sauce. Dipping. Oh, salt and pepper. Thì Quỳnh không có thích chấm hủ tiêu, đúng rồi. Mẹ con không thích chấm nữa. Con đang chấm rồi mà. Con giống mẹ nè. You like no. 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 Cái này. No, thank you. No hủ tiêu hả? Ừ. Chấm. Đó rồi. Ăn hoài. Để. Yeah. Too salty. Đừng nói chấm mặn quá. Oh, I get the Chick-fil-A sauce. That's all. Dip it in there. Oh, it's gonna make it fat because of the mayonnaise. Yeah, I just gotta eat it plain, really. If I'm gonna do it, I gotta do it right. Oh, nguyên cái chín nè. Ủa, chai nhãn nó ăn không ăn gì hả? Mommy, it's too 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 long. It's just I told you to get the skin. Fine. And yeah, well. Right there, the skin. Yeah, yeah. No, I don't like that one. It's the chicken of the skin. Da vịt đó hả? No, the chicken right underneath the skin. Con biết ăn da này không? Hả? Oh, con ăn này phải không? Yeah, that piece. Yeah, the smooth piece. The smooth đúng piece. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Sorry, 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 mình quên. Ngon rồi đó, thấy chưa? Dạ. Ngon nha. Ăn ăn thịt ngoài. Hả? Nó là cái miếng thịt mỡ lớp dưới của miếng da. Yeah, in the skin of it. Ăn da luôn hả?
guys didn't make any bacon? Oh yeah, I forgot. It's okay. I don't need it. Mommy, cut the bread anyway. Ah, the bread is cut already. Làm gì cắt nước dữ vậy ta? I didn't buy a roll, I bought sliced bread. Ăn rồi, cái đồ ba làm ra chơi nha. Nắng quá kìa, chiều mất mát chơi ha. Ô, đi ngoài lấy cho. Ăn xong rồi chắc con xé thật cho con đút ra nó cho nó ăn sao. Ba bữa giờ qua đây không thấy ba thông thả nè. Ừ. Ở bên để ly nha. Wow. Mình nữa hả con? Thì ba chủ yếu là ở nhà giữ con chay. Ngọc với mẹ với Điều Quynh thì làm nhiều. Bay ra đi vô dọn dẹp. Nói chung ở bên bệnh thời tiết hơi lạnh cả nhà nên ông ngoại cây là biết đi ra ngoài lắm. Cái thích ở nhà hơn. Nè con, đứng lên. Đúng rồi. Vì cái trời thời tiết nó lạnh con người nó không được thoải mái lắm. Con mẹ con để ý mẹ thích ăn cháo đặc ha. Thích ăn cháo. Ngày xưa mẹ con còn thấy mẹ thích ăn cháo chung với bún nữa. Nè con, đây. Ở dưới quê mình nó hay có cái ăn cháo với bún. Ăn cháo thì ta nhớ nhắc cháo với ta nhớ cái quán cháo của dì mẹ. Không biết dì mẹ coi video clip không? Nhớ quán cháo của dì mẹ ở trên chợ Thần Diệu á. Ở dưới quê Bến Tre mình á, Tiền Giang đồ ha. Với miền Tây rồi á, ăn cháo thích ăn với bún. Còn ở miền Tây Ninh rồi đó, Củ Chi rồi lại thích ăn cháo với bánh mì. Nên quán cháo nào cũng để mấy ổ bánh mì trên kia đó. Đây. Để cho hả, giỏi con biết hai cái cháo mà thích ăn bánh mì á thì ăn với bánh mì ăn thêm. Ngọ. Ngọ quá. Ngọ quá. Chị Quynh chứ ai sẵn à? Còn mấy miếng thịt bò không lấy. Điều Quynh ăn ít rồi sao Điều Quynh cũng mập hả bà nha? Tròn người, tròn người nó không mập. Rồi vậy mình ăn nếu Điều Quynh chắc không ăn bằng mình đâu. Không ăn bằng ba đâu. Không ăn nữa hả? Ba ăn nhiều hơn Điều Quynh á. Ừ. Ăn nhiều hơn nó mà ba không mập được. Không phải. Ok đi thêm một ly đi. Can you find Monkey for me to make sure he's still around? Okay. Con không ăn nữa. Mình ở bên Việt Nam á, mọi người như mấy ngày hôm nay đó, nhất là mấy cái ngày gần Tết đó, trong người nó cũng mặc dù lớn tuổi nhưng mà trong người mình cũng vẫn xôn xao lắm. Háo hức rồi cũng muốn đón một cái mùa xuân cho nó vui tươi rồi trong nhà nó thấy không khí nó thấy vui vẻ dễ sợ luôn á. Mình qua tới đây thì nói chung quy là mình Tết nhất thì mình cũng nhớ quê hương lắm. Ai cũng vậy thôi, đi đâu cũng nhớ về quê hương, mà đặc biệt là những cái ngày Tết nhất như thế này, mùa xuân mà đến như thế này. Thì mình cũng thay mặt cho gia đình mình á, mình cũng cầu chúc cho mọi người an nhiên trong cuộc sống. Nó thích chúc có được cái mùa xuân nó vui vẻ ấm áp bên gia đình, lúc nào cũng được vui vẻ và hạnh phúc. Mình cũng nhắn nhủ với mọi người, tức là các con cháu em út ở xa, mà nhất là những cái ngày này mà đi về quê mà đi bằng xe Honda xe máy đó, thì mình cũng nên mình chạy rất là cẩn thận. Mình chạy đường đi đó mình phải giữ gìn cái bản thân của mình, chạy rất là cẩn thận vì xe cộ nó đông đúc, nhất là tập trung những cái ngày Tết mấy ngày Tết là xe chạy dữ lắm, nhanh lắm luôn. Để rồi đó, nhưng cái đường về quê mình nó mình thấy rồi, những cái ngày đó trời ơi như là 30/4 một năm rồi á, những cái ngày đó thôi là xe mà đi mà kiếm không có thể nào mà vượt qua được luôn á. Nói cũng chúc anh chị
đi mua sắm Tết nhiều nhiều. Tết vui vẻ. Đúng rồi. Tết thì nhiều nhiều vui vẻ. Tại vì cái đại dịch vừa qua nó cũng quá chừng nó làm cho bà con mình như là không có đi đứng đâu được hết trơn. Mà đỡ là Tết để lấy lại tinh thần, để tập trung cho năm mới. Sang năm bà con mình dồi dào trở lại, dịch bệnh mà khống chế được rồi là bắt đầu là mình kinh tế mình sẽ lên lại. Để có những người mà có những cô chú anh chị hay những con chó em út có thấy mình ngồi tại sao mình hơi buồn buồn á, ăn có những gì mình buồn buồn á, nói là mình nhớ về quê hương á, nhớ về quê hương. Nên nhiều khi mà con mình hay là vợ mình á hỏi nhiều khi mình cũng không muốn trả lời nữa. Đó, có nói là mình nói thật á, có những bữa ăn mình thấy mình buồn lắm, ăn rồi mình nhớ về quê, nhớ chuyện này chuyện kia đủ thứ hết trơn. Anh công nhớ có một cái chị bữa trước lại đây thăm hai chồng mình với gia đình Ngọc không? Dạ. Hôm qua chị gọi cho em, cái chị nói à, chị hiểu em à, chị qua đây ba mươi mấy năm rồi nhưng mà Tết năm nào chị cũng nhớ quê hương. Nhớ chứ. Không phải riêng về em mà có mấy tháng rồi làm sao mà em không nhớ được. Nhớ lắm rồi. Mình là sáu mươi tuổi rồi, 60 tuổi lần đầu tiên, năm nay lần đầu tiên mình ăn Tết xa quê hương đó. Thế còn ví dụ như hồi nhỏ rồi mình đi làm ở ngoài Hà Nội, mình đi tất cả trong các cái tỉnh thành ở Việt Nam á, mình cũng có những lúc mình không có gì quê mình ăn Tết được, đó là có những lúc hồi đó cái phương tiện nó giao thông đi nó khó khăn lắm, nhưng mình cũng có xa gia đình một hai cái Tết, nhưng mà nó không có buồn mình cả đâu. Bằng ở như ở bên này nhớ lắm luôn, bởi mình nghĩ đây mình thương gái của mình với thương mẹ mình nghĩ mình thương lắm. Tết trước mà con mình nó không có về quê được nhiều năm trời rồi, con không có ăn Tết chung với gia đình với ba mẹ anh chị em, cho nên á là năm nay á là mình qua mình ăn Tết chung với con mình thì biết á là cũng thương hai chồng bảo cả nhà, nhưng á là mình cũng rất là mừng. Tại vì á, biết 9 năm rồi là có con mình nó không có ăn Tết cùng mình, thì năm nay á, là con ăn Tết cùng với ba mẹ. Rồi á, con mình á, thì lại hiểu ba mẹ là sẽ nhớ nhớ nhà, nhớ Việt Nam. Cho nên á, nó dẫn mình đi mua mai, rồi nó dẫn mình đi mua bông hoa đồ để về đăng trang trí Tết ở trong nhà. Cho nên rất là nó làm cái điều đó để cho ba mẹ vui. Cho nên á, mẹ cũng rất là cảm ơn con. Con mẹ thì hiểu con nhưng con cũng hiểu mẹ. Cái điều đó là hai mẹ bữa con. Bữa qua mà hai mẹ con đi chợ mua về cây mai rồi thấy bà mừng dữ lắm á. Thế nhưng mình thấy được cây mai thì bắt đầu mình nhớ về quê hương mà nó đỡ buồn hơn. Mình hai không hai mẹ con đi chợ tự nhiên thấy cây mai giật mình luôn cả nhà. Giật mình thấy cây mai Tết của mình. Xong rồi cái mình cũng không nghĩ là con gái nó mua cây mai về để tặng ba mẹ nữa. Đó. Rồi thấy cây tắc nữa. Rồi cái bắt đầu á có cây mai, có cây tắc. Rồi cuối cùng á con mình nó lại chở mình đi vô cái chỗ để mua cái chậu với mua đất về để là cho cây mai vô cái chậu. Thì mình cũng không ngờ đi lại đó thấy họ trời đó coi bông hoa quá chừng luôn. Rồi á hả nó kêu mẹ muốn lựa cái cây nào mẹ lựa đi, nhưng qua thì đi cũng hơi nôn nên mình cũng lựa cái dạng cây sao thôi. Hôm qua cái xe mình nhỏ quá nên là mình đã chở nguyên một cái cây bông giấy. Nó mua nguyên cái cây bông giấy luôn, cũng đúng sở thích của mẹ luôn. Nên nó mua là mình mừng, mình để cho ổng mua chứ mình cũng không dám ý kiến. tại vì mình thấy cái cây bông giấy á thì nó cũng hơi nhiều tiền, cho nên nếu mình muốn cái giáp đội gì hết á rồi cái tự nhiên cái nó nói mẹ giờ con muốn mua cái cây bông giấy này nè mẹ thấy đẹp không mẹ, cái mình nói rất là đẹp nhưng mà nãy giờ mẹ cũng muốn đó nhưng mà mẹ chưa có kêu con, nhưng không ngờ á con không hiểu ý mẹ là con muốn kêu mẹ giấy gì luôn. Mẹ thích cái gì thì mẹ cứ nói con chứ chị đâu dám. Mình nó thì mẹ vui mua. Con vui thôi. Mình muốn mua mẹ mua về để tên tạo thêm đẹp cho ngôi nhà mà chứ đâu có làm gì đâu. Mình vợ chồng mình thì cũng rất là muốn sắp sống trong những cái ngày mà tươi tết như thế này.
nhưng mà mình chỉ có một mình cái gia đình mình nó lọt ra đây là người Việt Nam thôi. Rồi đỡ cái là cũng gần đây cũng có chú Dũng người chỗ này chạy tới chạy lui, nó cảm thấy nó bớt đi việc cái sự nhớ thương quê hương em ạ. Nó cũng giảm đi được một cái phần nào. Nó lại là cái lần trước đó mình qua đây thì mình thấy là cái khung cảnh nhà con mình nó cũng đẹp rồi, nhưng mà chưa có thấy bông hoa, chưa có thấy màu sắc gì, nên đó hả, mình nói thôi sẵn cái dịp Tết đây là mình mua về mình trưng Tết, xong rồi á hả mình sẽ đem ra mình trồng cho có màu sắc bông hoa trước cửa cho vui. Mình nhớ nhất là những cái đêm mà gần giao thừa tới đó, hai vợ chồng mình cái chuẩn bị là đi mua cây mua bông ấy em ha. Hai vợ chồng chở nhau đi mua bông dặn thọ rồi tất cả những cái loại bông hoa này khi thức nào gì mình trưng thiệt, đêm đó mình không có ngủ được luôn. Mình chờ đốn giao thừa xong xuôi rồi đó là hai vợ mới ngủ, nhưng mà mình thấy thương lắm, thương những cái lúc mà cây mà hai bên đường người ta bán không hết em ha, người ta bán không hết đi rồi đó, người ta dẹp bỏ như người ta bỏ hết cho bên đường, mình thấy mình nhớ là những cái ký ức đó, phải nói là tội nghiệp lắm vô cùng luôn. Tại vì bán hoa Tết thì cũng tiền hơn năm, có năm thì người dân của mình á mua cũng đầy đủ bông hoa, thì người nhà vườn ở dưới tỉnh lên á thì bán cũng hết, có năm bán có hết, nhiều khi nhiều lúc có hả, mình ở trong nhà có cái năm vừa rồi á, mình ở trong nhà cái mình thấy thì bình yên có gì hết, cái tự nhiên cái mình chạy đi mua đồ, cái mình ra tới đầu hẻm hả, ngay chỗ đầu hẻm mình á hả, bông chỗ này họ bán không hết mà bây giờ đi chỗ khác để bán cho khách mới á, mình về mình thấy tội nghiệp. Trưa 30 Tết rồi khoảng 1-2 giờ đó, cái mình về nói với dâu mình nói trời đất ơi, đó giờ mình ở trong nhà mình yên, mẹ đâu biết gì đâu, tới hồi giờ hả 1 giờ mấy ngày 30 mà bông qua ở ngoài đường còn quá trời, thì mấy anh chị đó không biết bán cái lúc nào mới được về nhà để hả ăn Tết với gia đình luôn á cả nhà. Mình cũng cầu mong cho bà con mình trong đó hết cái dịch rồi đó, mình cũng buồn xuôi gió đi. Năm nay nếu bà con nào ở dưới vườn mà chở cây rồi lên ở thành phố rồi buôn bán cho nó mau hết để về kịp đốn giao thừa em ha. Để cho cái không khí gia đình cho nó được ăn một cái Tết coi như cho nó xuân bày và đồng ấm, coi như là tiền tài cho nó dư giả trong nhà đi. Mình cầu mong như vậy đó bà con. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã chia sẻ cái video clip ngày hôm nay với Ngọc và gia đình. Một cái bữa ăn cũng như là chia sẻ tất cả các hoạt động của gia đình ở Mỹ và đặc biệt ca nữ tiểu bang Florida như thế nào. Cảm ơn sự yêu thương và ủng hộ của mọi người mỗi ngày đã mở cái video clip này lên xem những cái hoạt động của gia đình nha. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Chào tạm biệt mọi người. Bye bye. Tất cả mọi người.